Hết gạo rồi. Tao bảo mày đi xách gạo thì không nghe. Nhịn đói. Bụng em đói lắm, không nhịn đói được đâu. Tao chỉ ăn mì tôm. Ăn mì tôm bằng mụn thì sao? Ồ, anh Thuốc. Cái gì? Này này này, anh có thấy cái gì không? Đâu? Đó. Cá rô đâu ra đây? Cái gì đấy anh Tường? Cá rô ngon nước chứ cái gì? Cho em xuống bắt với. Ở ông đấy thôi. Anh Tường ơi, nhiều cá lắm. Cái gì đây? Cá nó dọc vào tay em chảy máu rồi. Tao bảo là ở trong nhà thì không nghe. Chạy ra đây làm cái gì? Mưa gió rồi để cá sọc cho. Thôi vào trong nhà đi. Lấy băng gông mà quấn lại. Khóc méo cái gì nữa. Nào đây. Làm sao mà cứ khóc bù lu bù loa ấy nhỉ? Cá rô nó dọc vào chảy máu đây này. Bọn tao đi bắt cá thì sáng rồi nó chọc nhầy cái tay này còn chưa nói gì đây. Đông cá. Đông cá gì? Bây giờ hôm nay là chú mang hôm nay để góp đồ ăn với Tượng đúng không? Mưa ngại đâu bạn nhỉ? Ở đây chú tôi bắt được ít cá rô rồi này, anh đi bắt thêm rồi đi nấu cái gì ăn nhá.